đi quá. Đi ha. Đấy, khai về chưa? Hả? Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà trở lại với kênh YouTube Game Shaper. Chúc tất cả mọi người một ngày mới vui vẻ, cuộc sống an lành. Thì hôm nay buổi chiều mình đi câu cá ở sông Tiền, sông Cô Lãnh của tỉnh Đồng Tháp. Mình mới vừa dân câu xong xuôi rồi á, thì mình chuẩn bị vào bờ để mà bán cá cho chú quán nhậu ẩm thực bên sân quán. Thì mình chuyên sang bắt những loại cá thiên nhiên tươi sống từ con sông này như là cá hú, cá ba sa, cá dứa, cá sát. Thì mình á sẽ bán trong quán nhậu, sẽ thu mua hết những loại cá thiên nhiên của mình. Thì mình chuẩn bị vào bờ bắt cá rồi chia sẻ cùng cả nhà. Hôm nay mình lại tiếp tục mình câu lại là mồi dế nữa nha. Này mình câu là mồi dế cơm. À, mấy con dế cánh này mình không có móc ha. Mình móc chỉ mấy con dế sữa thôi. Vậy dế cánh thì cá thì không có ăn. Với lại là mình móc thêm cái mồi là mồi chuối và cui. Đó. Kết hợp là hai loại mồi luôn. Cái là chuối và cui là mình sắc miếng nhỏ nhỏ vậy nè. Đó. Cho bằng đầu đũa ăn á, cho con cá nó dễ ăn hơn á. À, trong cái đục cá mình nè. À, chân này buổi chiều tối rồi. Mặt trời nó lặn xuống rồi. Trời hơi tối lại một tí á, mấy con cá trong đục còn lội nhoi chân nè. Để mình xúc keo ngoài á sẽ tiện và dễ thấy hơn á. Đi quá đi ha. Đấy, khơi về chưa? Đã chưa? Đã rồi. Anh cứ hú quá đã. Tiếp tục nè. Đó, anh bà xa, quá phê luôn nha. Thành quả bên này câu lên là cũng phê lắm. Đó, đã ngon luôn. À, mình câu hai cái loại mồi, mồi dế với mồi chuối. Hai mồi kết hợp lại hôm nay thấy cũng khá khá nè. Mình vẫn đi câu con cá trên con sông Tiền, sông Cô Lãnh của tỉnh Đồng Tháp. Mình câu hàng ngày luôn á. Mình này chuyên săn bắt loại cá thiên nhiên tươi sống. Rồi mình bán trong chủ quán nhậu ẩm thực bên sân quán sẽ thu mua hết loại cá của mình luôn á. Ôi cá này nó ngon. Nhiều khi các anh em nói mình là mình bắt cá bè lên mình quay clip á. Thì một lát mình sẽ chia sẻ cùng cả nhà là cách phân biệt giữa cá ba sa và cá hú thiên nhiên sông ngoài sông nha. Với là cá bè. Mình xúc ra hết đi. Cá này mình câu cá thiên nhiên bởi trong quán nhậu ẩm thực và sân quán á rất là ưa chuộng những loại cá của mình và đặt mối mua hết những loại cá của mình á để về mà bán trong chủ quán nhậu á. Thì khách đến quán thì rất là phái những loại cá thiên nhiên tươi sống. Với lại là mình câu là mồi tự nhiên á, cái mồi là mồi chuối và cui với là mồi dế thì cá sẽ ăn sẽ chất lượng sẽ rất là ngon. Rồi hôm nay mình sẽ chia sẻ cùng cả nhà nè để mà cách phân biệt giữa hai loại cá này, giữa cá ba sa và cá hú thiên nhiên và cá sông. Đây là cách phân biệt giữa cá hú và cá ba sa luôn. Đây là con cá hú. Cá hú thì cái đầu của nó thì nó cái hơi nó nhọn hơn nhọn liễu với là cái mình của nó thì nó có cái màu trắng hường. Với là cái gai nó là gai còn nhọn quắc luôn nha, ba cái cạnh gai đều nhọn hết. Chứ là cái đuôi cá nó không có chai hết, liền o hết nha. Nè đây là con cá ba sa. Ba sa thì nó có cái đầu thì nó sẽ bằng hơn, nó không có nhọn bằng gần như là con cá hú này. Với lại là cá ba sa thì nó có cái da nó thì có màu con thì có màu xanh đen. Với là gai này đó, ba cạnh gai này đó đều nhọn quắc hết luôn nha. Và là cái đuôi thì nó cũng là liền o luôn, không có chai, là cá thiên nhiên ngoài sông. Chứ không phải là cá nuôi bè thì nó cái đuôi nó sẽ chai và cái gai này nè nó sẽ tà hết. Tại vì nó ở trong bè á, từ lúc nhỏ tới lớn á, nó cả quẹt trong cái bè á, thì nó chai hết à. Đó, hôm nay mình chia sẻ cho cả nhà là cách phân biệt giữa là cá hú và cá ba sa, cá thiên nhiên ngoài sông với là cá nuôi bè. Với là mình câu được cá sát. Mình chia sẻ cả nhà xong xuôi rồi á, mình sẽ đem toàn bộ số cá này, mình sẽ đem
bán cho chủ quán nhậu ẩm thực bên sông quán sẽ thu mua hết loại cá này của mình luôn. Thì cái clip của mình chia sẻ đến đây đã kết thúc. Nếu có nhà yêu thích cái kênh mình chia sẻ về các loại cá thiên nhiên thì hãy ủng hộ cho mình một like và một lượt đăng ký. Xin chào cả nhà và hẹn gặp lại.